xin chào tất cả các bạn. Theo kết quả thống kê của Tổng cục Du lịch Singapore, doanh thu của ngành du lịch Singapore hàng năm đóng góp khoảng từ 3 đến 5% GDP của cả nước, tức là hơn khoảng 12 tỷ đô la Singapore. Và tính tới năm 2015, ngành quản trị du lịch khách sạn tại Singapore có thể tạo ra 100.000 việc làm mới. Và ngành du lịch này hiện nay đang là một ngành hot vì tốc độ phát triển khá là chóng mặt. Chính vì lẽ đó, nhu cầu về nguồn nhân lực có cái kiến thức chuyên sâu đang rất là được chú trọng. Và Singapore là quốc gia được rất nhiều các bạn lựa chọn hàng đầu vì khá là nhiều yếu tố. Vậy du học ngành du lịch khách sạn tại Singapore các bạn nên chọn trường nào? Vâng, thì quả thật Singapore thu hút nhiều sinh viên Việt Nam bởi thủ tục xin visa khá là dễ dàng, không cần yêu cầu chứng minh tài chính. Và du học ngành quản trị du lịch khách sạn tại Singapore các bạn nên chọn học tại Học viện Quản lý Nhân Gian. Đây là một trong những học viện hàng đầu Singapore có thế mạnh về chương trình du lịch và khách sạn. Nhân Gian cũng nằm trong số ít những trường tư tại Singapore đạt chứng chỉ bảo vệ quyền lợi cho sinh viên, đó là quốc tế EduTrade 4 năm. Và Nhân Gian cũng liên kết với trường Federation University của Úc sẽ cấp bằng cử nhân cho tất cả các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp. Và du học quản trị ngành du lịch khách sạn tại Singapore quả thật các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về các trường học. Nhưng mà Nhân Gian thu hút sinh viên bởi trong quá trình học tập các bạn sẽ có cơ hội học tập lý thuyết và hoàn thiện những kiến thức học được thông qua chương trình thực tập hưởng lương tại các nhà hàng khách sạn 5 sao, các khu resort vui chơi và giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore với mức thu nhập từ 800 cho đến 1.200 đô la Singapore một tháng, tương đương khoảng là từ 13 đến 20 triệu tiền Việt Nam đồng. Và song song đó thì các chương trình đào tạo tại Nhân Gian khá là đa dạng với các chuyên ngành như là du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng, dành cho tất cả các bạn muốn tham gia khóa học ngắn hạn hay dài hạn đều được. Và đối với khóa học ngắn hạn thì du học ngành quản trị du lịch khách sạn tại Singapore, trường Nhân Gian nhận các bạn học sinh ngay từ khi đã hoàn thành xong chương trình lớp 11 tại Việt Nam. Và các bạn chỉ học trong vòng 8 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Và sau khi tốt nghiệp các bạn có thể trở về Việt Nam và xin làm việc tại các khách sạn lớn. Và ưu điểm của khóa học này là thời gian học ngắn nhưng vẫn có chương trình thực tập hưởng lương giúp cho các bạn được trải nghiệm với lại thực tế. Hay là đối với khóa học dài hạn thì du học ngành quản trị du lịch khách sạn tại Singapore trường Nhân Gian có đào tạo cử nhân trong vòng 24 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương. Và điều đặc biệt chính là đối với các khóa học này các bạn sẽ được cấp visa trong vòng 3 năm. Và ưu điểm của khóa học là sau khi tốt nghiệp tại trường Nhân Gian, bạn sẽ có 6 tháng ở lại tại Singapore để xin việc làm. Và chính vì điều đó thì trong quá trình học tập tại Singapore, bạn cần phải nỗ lực hết mình. Và nhà tuyển dụng tại Singapore thì rất là thực tế. Họ cần người có khả năng làm được việc và tạo được giá trị mới, chứ không phải cần một cái bằng cấp để đánh bóng cho doanh nghiệp của họ. Và trường Nhân Gian thì luôn đào tạo và luôn tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất để các bạn có thể học tập thoải mái tại đây. Vì vậy khi các bạn đăng ký nhập học từ các khóa tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2015, các bạn sẽ được nhận ngay những ưu đãi đặc biệt từ trường Nhân Gian. Thứ nhất đó là giảm 50% phí đăng ký cho tất cả các khóa học, chỉ còn khoảng 214 đô la Singapore. Thứ hai đó là đối với đăng ký vào khóa chính thì bất kỳ khóa cao đẳng trừ chuyên ngành kỹ sư xây dựng, các bạn sẽ được tặng một cái mini iPad nếu các bạn đóng học phí là cho toàn khóa. Hay là bất kỳ khóa cử nhân tất cả các chuyên ngành thì các bạn sẽ được tặng một cái Apple MacBook Air nếu các bạn đóng full cái học phí năm đầu tiên của mình. Và tất cả các bạn sinh viên đăng ký khóa tiếng Anh và khai giảng từ tháng 5 cho đến tháng 7. Sau đó thì khi các bạn học xong lên tới cái chương trình cao đẳng hay là cử nhân thì để nhận ưu đãi từ những cái khóa học của mình. Và để được tìm hiểu rõ hơn về những ưu đãi như thế nào cũng như là hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Singapore ra sao, các bạn hãy gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp văn phòng công ty theo địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập ngay vào website tandaiduong.edu.vn. Bây giờ thì Bảo Trâm xin mời tất cả các bạn hãy cùng xem qua một clip chia sẻ của một bạn học sinh vừa đặt chân đến đất nước Singapore nhé. Em tên là Trần Bảo Ngọc, năm nay em 24 tuổi. Quê của em thì ở Bạc Liêu, nhưng mà em tốt nghiệp xong 12 thì em lên Sài Gòn học thì được 6 năm. Em tốt nghiệp ở trường Sài Gòn Tourist. Thường thời gian ngoài thời gian đi làm thì thời gian rảnh em đi xem phim, mua sắm. Theo em biết thì đất nước Singapore là một cái đất nước rất là sạch sẽ và lại cái môi trường sống rất là cao, thì em muốn qua bên đó học để phát triển cái tiếng Anh của mình hơn. Trước đây thì em đi làm ở Sài Gòn trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn thì được khoảng 2 năm, nhưng mà cái môi trường đó thì phải tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, thì em thấy cái vốn tiếng Anh của mình chưa có được giỏi lắm thì em muốn mình được đi học trao dồi hơn. Đầu tiên thì em đăng ký ở trường Nhãn Danh 6 tháng học tiếng Anh. Sau 6 tháng tiếng Anh đó thì
nếu mà em có điều kiện thì em sẽ đăng ký thêm chương trình quản trị kinh doanh đó. Em làm ở hồ sơ ở Tân Đại Dương thì các chị nhân viên ở đó rất là nhiệt tình, vui vẻ. Mấy chị rất là chu đáo, giống như là mình thiếu hồ sơ gì hoặc là chỉ cần gì thì chị cứ liên hệ trực tiếp thì em bổ sung cho chị. À, người làm hồ sơ cho em là chị Kim, chị rất là nhiệt tình, vui vẻ và chị rất là nhiệt tình hỗ trợ em trong các hồ sơ giấy tờ để chuẩn bị đi học. Trước đây thì em có khoảng 2-3 người bạn đã từng làm ở đây rồi và bạn em đã giới thiệu em đến. Thì bạn em nói là ở đây rất là làm việc rất là nhanh nên em đến để đây. Trong vòng 1 tháng thì em đã nhận được student pass. Nếu mà sau này em có bạn bè để đi học thì chắc chắn là em sẽ giới thiệu đến thằng đại dương của mình ạ. Dạ, em thấy ở đây anh chị rất là vui vẻ, giấy tờ lại nhanh nên em thấy cái gì tốt thì em sẽ giới thiệu cho bạn em.